Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 1 tháng 7, một vụ cháy xảy ra tại số nhà 60/7 khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khiến hai người trong nhà tử vong. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Long, 64 tuổi, đang ngủ ở tầng trệt, thức giấc phát hiện nhà sau có hơi nóng và khói nên tri hô. Đồng thời, ông Long tìm cách chạy lên tầng 1 kêu vợ là bà Nguyễn Thị N, 66 tuổi và con dâu là chị Nguyễn Thị Kim N, 34 tuổi, đang ngủ chung phòng với mẹ chồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã không cứu được hai nạn nhân bị mắc kẹt ở tầng 1 khi căn nhà bị cháy gần như hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ.